Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giải bài tập số 6 viết hàm nhập xuất mạng một chiều các số thực. Mình sẽ đưa ra một cái ví dụ để cho các bạn có thể hiểu hình dung ra được cái yêu cầu của bài toán này. Ví dụ ở đây mình sẽ cho một cái mạng số thực gồm có 3 phần tử là 1.87, 3.032 và -4.937. Đấy. Thì để làm được cái yêu cầu bài toán này thì chúng ta cần phải nhập các giá trị này vào. Đấy. Nhập các cái giá trị 1.87, 3.032 và -4.937 này. Và sau đó phải in ra những cái giá trị này ra màn hình. Đấy. Thì đó là cái yêu cầu của bài toán. Bây giờ thì mình sẽ dạy vào chi tiết cho các bạn. Bài tập này nó cũng tương tự như cái bài viết hàm nhập xuất mạng một chiều các số nguyên ở cái bài 5. Là một cái bài trước mà mình đã giới thiệu cho các bạn. Đấy, nó hoàn toàn tương tự, chỉ cần mình thay cái kiểu dữ liệu cho nó thôi đấy. Rồi, và đầu tiên cũng như những cái bài khác thì mọi cái bài thực trình khác thì mình cần phải khai báo một số cái thư viện cho nó là STDIO và Corneo.hs đấy. Và sau đó sẽ định nghĩa một cái mark ở đây có độ dài là 100. Rồi. Và sau đó sẽ đi vào cái hàm nhập mạng. Với cái hàm nhập mạng này thì chúng ta khai báo một cái mạng A load với kiểu mạng thực đấy. Và interval n này. Ở đây là A, với cái mục đích của cái A này là sau đó mình sẽ sử dụng với cái câu lệnh auto. Đây ký hiệu như kiểu là một bước đấy, bước A đấy. Và sau đó sẽ sử dụng câu lệnh print cùng để nhập số phần tử và nó scan. Thì số phần tử là một số nguyên dương luôn nên là nó sẽ là phần âm đi. Và trường hợp nếu như mà chúng ta nhập số phần tử mà âm thì sao, thì lúc đó hoặc là nó cái số phần tử nó lớn hơn cái max này thì chúng ta sử dụng một cái câu lệnh if để khắc phục cái vấn đề đó. Với câu lệnh if này mà nó có nghĩa là nếu như mà cái số n này nó bé hơn không hoặc là nó lớn hơn cái giá trị max này thì nó sẽ in ra cái câu lệnh là số phần tử không hợp lệ và chúng ta phải kiểm tra lại và nó sẽ đi đến cái bước A, câu to A đây. Đấy. Trở về cái bước A này. Đó. Nó cứ làm thế cho đến khi nào cái số n nó hợp lệ, tức là nó sẽ lớn hơn không thì nó mới cho tiếp tục những cái câu lệnh sau. Và sau đó mình sẽ sử dụng một cái vòng lặp for để chúng ta có thể nhập từng giá trị của phần tử mạng. Các vòng lặp for này thì ta sử dụng một cái biến chạy y khởi tạo cho nó bằng 0, chạy đến bé n và y cộng cộng nữa. Và sau đó in ra cái dòng lệnh là nhập cái giá trị ai. Đúng không? Nhập giá trị ai, tức là nó sẽ nhập cái giá trị của mạng có số thứ tự từ 0 cho đến n một. Rồi. Sau đó sẽ là scan, ở đây chính là phần trăm f luôn vì nó là cái kiểu float nên là nó sẽ là phần trăm f và đây sẽ vào ai đúng không? Rồi sau khi đã viết được xong cái hàm nhập thì chúng ta sẽ đến với cái hàm xuất. Và trong cái hàm xuất này thì chúng ta cũng làm tương tự như cái hàm nhập ấy, nó chỉ khác một chỗ trước đây là sẽ là n in n và cái nó không dài như cái hàm nhập. Ra hàm xuất này thì tao cũng sử dụng cái vòng lặp for đúng không ạ? Đấy. Và sau đó sẽ in ra cái giá trị. Ở đây vì sao lại là phần trăm 8 và 3F, nghĩa là ví dụ ở đây 1.00889 ấy thì ở đây đây 3F tức là nó chỉ lấy tối đa ba cái số đằng sau cái số trăm. Ví dụ ở đây 1.0098 thì nó chỉ lấy 1.009 thôi. Đấy. Và ở trước cái số 1 này nó sẽ cách ra 7 ký tự khoảng trắng. Đấy. Nếu kể cả số 1 thì nó sẽ là 8 ký tự khoảng trắng. Đấy. Tức là trước cái dấu phẩy này sẽ có 8 cái ký tự. Đấy ạ. Và giữa những cái số phần tử giữa cái phần tử thứ đầu tiên và phần tử tiếp theo thì nó sẽ cách nhau 8 hoặc trắng. Đấy. Mục đích của nó lại làm cho nó đẹp.
Đấy, và chúng ta có thể dễ nhìn và sẽ không bị nhầm lẫn. Nếu như chúng ta đặt ở đây là 3 phần trăm f đây thì nó sẽ như này, khi chúng ta in ra thì nó sẽ liền như này đó, 1, 2 đấy, nó sẽ liền nhau đúng không? Đấy, thì đó là một cái ví dụ để chúng ta có thể hiểu được cái vì sao đây mình đặt sẽ là 8 và 3 phần 3 f đây. Đấy, và sau khi là xuất mạng thì chúng ta sẽ đi vào cái hàm main. Đấy, và trong hàm main thì chúng ta cần phải khai báo cái biến n này, tức là biến số phần tử của mạng đấy, và đó rồi plot a, khai báo cái mạng a và sẽ gọi cái hàm nhập mạng và hàm xuất mạng lên, sau đó sẽ get và return, nó rất là dễ đúng không ạ? Đấy, rồi sau đây mình sẽ chạy qua xem, như vậy là không có lỗi đúng không ạ? Rồi ví dụ ở đây mình nhập là 3, à ví dụ ở đây cái phần tử đầu tiên mình nhập là -1.00001.03. Rồi các bạn có thể nhập tùy cái số thực, bất cứ số thực nào. Đấy, thì ở đây với cái phần tử A0 này thì mình nhập là 1 -1.0003 thì nó chỉ in ra là -1.0000 đúng không ạ? Đấy, thì đó là nó cũng giải thích cho cái mình nhập vì sao mình lại đặt lại phần trăm 8.3 đấy, 3 f đấy. Đấy, tiếp theo là cái phần tử 4 này mình đặt là 4.0238 đúng không ạ? Thì nó ở đây nó cũng tự động làm tròn cho mình luôn ấy. Đấy. Rồi. Và tiếp theo là cái phần tử số tiếp theo là số thứ A2. Thì ở đây sẽ là 9, mình nhập là 9.736643 đúng không ạ? Nhưng ở đây nó chỉ in ra 9.736 đúng không ạ? Đấy. Thì trên đây là cái bài tập củng cố cho ta cái kiến thức cơ bản làm sao để viết một cái hàm nhập xuất của một cái mạng một chiều các số thực. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình, và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.